Men của chúng ta là Trần Bình kẻ đứng đầu thế giới ngầm của Long Quốc sau khi ở tù lăn lộn 3 năm hạ gục những tên có tiếng tăm và cơ duyên gặp được lão đại trước kia của Long Vương Điện. 3 năm trước trong lúc tổ chức lễ đính hôn với cô người yêu San San thì một tên là Tiêu Lỗi, thiếu gia trong thành phố say rượu muốn sàm sỡ cô người yêu, trong lúc tức giận Trần Bình không bình tĩnh nổi mà dùng một cục gạch đánh hắn, những cú đánh yêu thương khiến tên này ôm một đầu máu, vì quá tức giận nên hắn nhờ ra thế và tiền bạc đưa Trần Bình vào trong tù vì tội cố ý tấn công người khác gây thương tích vào trong tù trần bình mới biết sống trong này không khác mấy là địa ngục trần gian ba bữa một trận đánh nhỏ năm bữa một trận đánh lớn nhưng với thân thủ khá tốt nên trần bình cũng không sợ mà lao vào chiến đấu vì trong tù có tổ chức nên bọn này đánh hội đồng cho trần bình ra bã cái kết là bị bán hành trong những tháng đầu trong một lần khi thấy đám đầu gấu trong tù bắt nạt một ông lão mà trần bình với chính nghĩa của mình nên tới muốn cứu lão già dù có bị tẩn chết đi sống lại anh cũng không sợ cái kết là lại bị tẩn cho sập nguồn trong nhà vệ sinh Chính vì với tính cách như vậy mà anh đã được Long Vương tiền nhiệm của Long Quốc nhìn chúng. Trần Bình ở trong tù 3 năm khổ luyện cuối cùng cũng hết hạn tù. Tiêu thần được dẫn đến trước mặt trưởng cai ngục để ký giấy hết hạn tù nhận lại đồ. Cai ngục trước khi Trần Bình đi thì nhắc nhở nếu Trần Bình đừng lần nào quay lại nữa nếu không thì không ra được nữa đâu. Cuối cùng thì Trần Bình cũng được thả ra tù trong cơn mưa chúc mừng. Nhưng đứng trước cổng chẳng có người nào đến đón, không gia đình cũng chẳng có cô hôn thê mà mình dùng 3 năm trói buộc để bảo vệ. Trần Bình nhìn lên trời cay đắng như khóc như không. Anh sờ lên chiếc nhẫn tượng trưng cho Long Vương mà gần mặt quyết định báo thủ tên tiêu lỗi khiến mình phải ngồi tù 3 năm, chuyển cảnh đến một thành phố. Trong một con hẻm, một người phụ nữ lọng khọng ôm túi đồ đến gặp một nhóm côn đồ. Những tên này đến thôi đã khiến người trong xóm khiếp sợ, tên này thấy người khác nhìn mình mà liếc mắt thù hận, lập tức những căn phòng này liền đóng lại trốn hết. Người phụ nữ nghe tên này đến đòi tiền thì nhanh chóng ôm tiền chạy hồn hển. Người phụ nữ tới nơi thì mang bọc đồ ra ngay, tên này mở ra nhìn mà khinh bỉ hắn thấy một đống tiền lẻ thì ném mà không cần nhìn từng đồng tiền lẻ cứ thế mà vung vãi khắp đất đại ca chỗ này vừa đủ một vạn nếu không tin anh có thể đếm lại tên đầu chọc không thèm nghe mà đạp người phụ nữ một phát hung hăng bắn vào tường tên đại ca lười đếm mà bắt người phụ nữ mau đi đổi thành tờ một trăm tệ người phụ nữ đau đớn mà không nói nổi những người đang ăn dưa mà nhịn không nổi muốn xuống đánh nhau cùng lúc này trần bình về tới nơi và bắt gặp người phụ nữ đó là mẹ mình mấy thằng khốn chúng mày đang làm gì mẹ tao vậy trần bình nhìn mà tức giận thằng đại ca nghe tiếng nói cũng ngạc nhiên nhìn lại người mẹ thấy là con trai thì mừng rỡ hai mẹ con sau ba năm khổ tận cam lai cũng gặp lại nhau mẹ con về rồi đây mấy tên đầu gấu nhìn hai mẹ con mà cười chế giễu mày vẫn chưa chết trong tù mà còn ra ngoài làm cái ghề trần bình lười trả lời mà xem mẹ mình một lượt phần bụng mẹ bị đá trúng các cơ quan nội tạng không bị gì nhưng một cái xương sườn bị gãy đùi đầu gối và mắt cá chân bị dập nhiều chỗ sau khi tiếp đất Mẹ nghỉ ngơi một chút đợi con, con về rồi thì sẽ không ai dám bắt nạt mẹ nữa. Con trai con vừa mới về đừng làm càn, mẹ con biết chừng mực. Bốn thằng tụi mày nên xử ai trước đây, mày đếm cái đéo gì đó. Ồ tao biết rồi, bắt đầu từ mày trước vậy. Bắt cái mà miệng mày này danh con, tên này đánh tới thì Trần Bình dùng tay đỡ rồi dùng chân sút vào chân trụ của hắn. Tên này té xuống thì đụng vào một hòn đá bể luôn hai viên bì. Hắn cứ thế mà trở thành thái giám nằm sụi lơ, xong một tên. Tiếp theo, má thằng này không đơn giản, ba tên này cay cú mà lao tới một lượt trần bình không né mà dùng thiết đầu công đỡ luôn tên đấm vào liền gãy mấy đốt tay mà bắn về sau đau đớn trần bình cũng không dừng lại mà lao tới sút vào người chúng trước nhoáng mấy tên này đều nằm đo đất chúng nhìn lên thì thấy trần bình như ôn thần áp sát khiếp đảm đại ca xin tha cho em một con đường sống trần bình lười nói mà sút bể luôn bi tên này khi tao cần một con đường sống thì nhà họ tiêu chúng mày có cho tao không cha mẹ tao cũng muốn một con đường sống yên ổn qua ngày thì chúng mày có cho không Người mẹ nghe mà khóc nức nở, Trần Bình mày đừng kiêu ngạo, mày có biết hôm nay là ngày gì không? Thằng đại ca ôm bi loạn trọng đứng dậy, hôm nay là ngày gì mày nói nghe thử. Hôm nay là ngày thiếu gia của bọn tao kết hôn, chị dâu mày biết là ai không? Chính là cô bạn gái của mày bảo vệ mà khiến mày vào tù đấy ha ha. Trần Bình nghe mà chấn động, kha kha mày không ngờ đúng không? Mày vì người phụ nữ đó mà ngồi tù mà hôm nay lại gả cho kẻ thù của mày, mày không muốn đi xem sao. Nghe xong thì Trần Bình như muốn phát điên, hôn lễ được tổ chức ở khách sạn regal may có bản lĩnh thì tới đó đi nói xong thì hắn dẫn đàn em bỏ chạy đứng im tại chỗ trần bình hít sâu để giữ bình tĩnh xử lý xong thì trần bình đến đỡ mẹ rồi đưa mẹ mình về nhà con trai mẹ biết con đã chịu khổ con cũng có bản lĩnh nhưng con nghe mẹ nói một câu chúng ta đừng gây chuyện nữa mẹ yên tâm con cũng sẽ không làm điều ngu ngốc nữa đâu trần bình căm hận mà xoay chiếc nhẫn đưa mẹ mình về nhà thì trần bình đến khu phố đứng trước căn nhà quen thuộc của cô người yêu san san đâu bảo cô ấy ra đây gặp tôi cậu mau cút đi cho tôi hôm nay là ngày con gái tôi kết hôn cậu vừa ở tù ra thật xui xẻo cô ấy kết hôn thật sao gì vậy tên điên này sao lại tùy tiện xông vào nhà người khác nhìn thấy trần bình thì cô người yêu cũng đi xuống san san em có thể giải thích rõ ràng cho tôi không trần bình anh đi đi sau này đừng tìm đến tôi nữa tôi đã quyết định gả cho tiêu lỗi rồi đây là ý của riêng bản thân em sao đúng vậy tôi muốn sống một cuộc sống của người giàu anh căn bản không thể cho tôi một cuộc sống như vậy anh từ trong tù ra bản thân còn không nuôi nổi thì lấy gì mà đáp ứng tôi nể tình cảm trước đây của chúng ta ở đây có vài ngàn tệ anh cầm tạm mà dùng cô đúng là một con phò mê tiền cô rồi sẽ phải hối hận biết như vậy năm đó tôi để cô bị hắn cưỡng bức thì tốt rồi lúc này thì có những con ron roi đi vào khu nhà trần bình thấy có người đến thì xoay lại nhìn ồ đây không phải là trần bình sao à tao quên mất hôm nay mày ra tù Thật sự là trùng hợp, hay là mày cùng tham gia hôn lễ của tao và San San đi, có phải là không còn tiền không, có điều mày không cần cầm tiền mừng đâu. Đến lúc đó cơm thừa canh cặn mày cứ ăn tự nhiên, dù sao tao cũng tổ chức ở Regal Plaza Hotel đấy, mày không đến sợ rằng cả đời này cũng không thể nào có cơ hội ăn ở đó đâu. Haha ha, tiêu lỗi, xem ra mày ăn lại đồ ăn thừa của tao mà cũng có vẻ hưng phấn nhỉ, tao chỉ được mỗi cái sạch sẽ là thứ gì ăn rồi thì nhất thiết sẽ không ăn lại thôi tao tưởng sau khi ra tù sẽ tìm mày tính sổ gấp rút nhưng mà giờ thì không vội nữa tao sẽ cùng chơi từ từ với chúng mày trần bình mày cẩn thận đấy nếu không đến lúc đó có quỳ xuống xin tao cũng không kịp đâu chồng ơi thời gian cũng không còn nhiều chúng ta mặc kệ thằng nghèo đó đi lúc này đi ra trần bình ấn pháp quyết lập tức tên tiêu lỗi khó chịu mà ho khụ khụ không ngừng hắn nhìn theo hướng trần bình mà cay cú không hiểu vì sao một con phò một thằng cặn bã các người hãy chờ xem rốt cuộc là ai cầu xin ai rời khỏi khu nhà trần bình cô độc lang thang trên phố đèn xanh chuyển thì trần bình thong dong bước qua đường nhưng không may bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ hút vào anh cứ thế mà bị hút văng đi chỉ biết be đầu văng 20 mươi mét thì trần bình mới dừng lại nằm một cục một cô gái trong xe đi ra bực bội mà mắng trần bình đi đường không có mắt trần bình cay cú mở mắt nói cô rõ ràng vượt đèn đỏ tông tôi đấy em gái lúc này mới sợ đổ mồ hôi hột vu kỳ đừng càn quấy nữa xem vị tiên sinh đó có sao không đi xin lỗi vì đã đụng vào anh đây là một vạn coi như tiền bồi thường trần bình lúc này mới lò mò đứng dậy như chưa từng có chuyện gì em gái thấy thế thì hoảng hồn cái địch anh không sao ư đây là anh định ăn và à anh đã không sao vậy tôi đi đây chúng tôi vội đến bệnh viện nên sẽ không dây dưa với anh nữa trần bình liếc mắt nhìn vào người đàn ông bên trong đang ôm tim khó chịu thấy vậy vũ kỳ liền quay trở lại xem xét bố bố vẫn ổn chứ vũ kỳ chàng trai vừa bị đụng chúng không sao chứ lúc này trần bình đi tới nói cô không cần đến bệnh viện đâu vì đến sẽ không kịp cứu bố cô Ý anh là gì? Anh mau nói rõ cho tôi. Bệnh cũ tái phát vết thương ở phổi trái. Trong vòng 5 phút bố cô sẽ hết khí trong phổi mà ngạt chết. Nếu trong vòng 5 phút cô có thể tới bệnh viện thì vẫn còn một tia hy vọng đấy. Anh đừng có nói bậy. Bố tôi chỉ bị cảm mão thôi. Vũ Kỳ đừng nói nữa. Chàng trai trẻ sao cậu nhìn ra phổi tôi từng bị thương. Chuyện này không thể nói rõ với ông được. Tôi còn có chuyện gấp phải làm. Khoan hãng đi chàng trai. Nếu như cậu có cách cứu tôi thì Tô Văn Tông tôi nhất định cảm kích không thôi. Ồ ông là Tô Văn Tông sao? đúng vậy bố tôi chính là tô văn tông nghe người đàn ông là tô văn tông thì trần bình cũng đến xem anh anh đây là muốn làm gì trần bình không đáp mà vẫn pháp chú rồi tay chỉ điểm vào những huyệt của người đàn ông xong việc thì trần bình lui ra nhường chỗ cho vũ kỳ gặp bố mình cảm ơn ân nhân tôi vậy mà dễ thở hơn rất nhiều rồi bệnh này của ông khó chữa trước mắt tôi chỉ tạm khống chế thương thế của ông để tranh thủ thời gian chữa trị thôi chàng trai muốn gì cứ nói tô văn tông tôi nếu làm được sẽ cố gắng hết sức đáp ứng Tôi cứu ông vì tôi biết ông thường làm việc tốt được nhiều người khen ngợi, dù về tình hay lý thì tôi cũng sẽ cứu ông, suy cho cùng thì làm người tốt thường sống không lâu. Cậu chê cười rồi, tôi vô cùng hổ thẹn, trời cũng sắp tối nên tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm có được không? Cơm thì không cần, bước tiếp theo ông nên chuẩn bị một nơi thoáng để tôi giúp ông cứu mạng đi, anh chàng này cũng đẹp trai mà thẳng tính ghê, chàng trai cậu cứu tôi thì tốt quá rồi, cậu cùng lên xe tới khách sạn của tôi rồi tính tiếp nhé, lại trực tiếp đến khách sạn sao? đúng vậy ở đây gần khách sạn rigol nên chúng ta đến đó ô chuyện này xem ra càng lúc càng thú vị đây sao mình thấy nụ cười của anh chàng này không giống với người tốt nhỉ rất nhanh ba người lên xe đi tới khách sạn trở lại với quá khứ ba năm trước sau khi trần bình bị nện một trận nằm liệt vì cứu ông già thì được ông già cho uống một thứ kỳ lạ ông đây là cho tôi uống rượu à sao nó có vị như nước tiểu vậy ha ha thấy thế nào rượu của tôi không tồi đúng chứ cậu uống được nó là lãi rồi đấy đây là rượu mà tôi tích suốt một thời gian dài trong bồn cầu đấy đến cả bản thân tôi còn không nỡ uống trần bình biết thứ đó múc ở bồn cầu ra thì mửa không thôi thanh niên mà không có quyết tâm gì cả nếu không có tôi thì ngày hôm qua cậu đã bị đám người kia đánh chết tại chỗ rồi á à, đủ những vết thương của tôi đều lành cả rồi cơ thể con người là một bí ẩn cực lớn đấy chỉ cần nó được khai thông đúng cách thì có thể đạt được nhiều kỳ tích kinh ngạc à. chẳng qua tôi chỉ khai mở khí trong cơ thể cậu để nó kích hoạt tiềm năng của cơ thể và đẩy khả năng hồi phục nhanh hơn dù không đến mức có thể khiến người chết tái tạo lại máu thịt nhưng đối với người sống mà nói cũng rất là thần kỳ rồi. Lão gia tử ông không hề sốt sao lại bắt đầu nói linh ta linh tinh rồi. Bỏ cái tay của cậu ra, cả nhà cậu mới sốt, không cho sờ thì thôi mắc gì đánh, ra rồi mà cáo bẩn, tiểu tử thối. Y thuật với tôi chỉ là một chút tài lẻ, nể tình tôi và cậu có duyên nên hôm nay tôi sẽ dạy nó cho cậu. Ông khùng hả, tôi cũng có nói là mình muốn học đâu, học hay không học không phải do cậu quyết định, uống hết nó đi. Ông ông lại cho tôi uống thứ gì vậy, Trần Bình uống xong thì mắt ngu dại, cảnh chuyển lại hiện tại lúc này, Trần Bình vừa bắt mặt vừa nhớ về lời dạy của sư phụ lúc đó. Tô Tổng trước tiên tôi sẽ bắt mạch xem bệnh cho ông trước, việc này làm phiền cậu rồi. Bắt mạch thì Trần Bình kinh ngạc vì phổi của Tô Văn Tông đã đen kịt. Chưa kịp làm gì thì Tô Văn Tông đã nôn ra máu ôm phổi. Vừa lúc này thì Tô Vũ Kỳ cũng đã dắt theo một bác sĩ chạy vào. Anh đã làm gì cha tôi? Trần Bình cũng ngơ ngác nhìn lại. Bác sĩ Tôn mau khám cho cha tôi. Ông ấy vừa ho ra máu vũ kỳ ghét bỏ mà đẩy trần bình ra một bên tô tiểu thư tôi dùng tam đan để bảo vệ tâm mạch của tô tổng trước trong thời gian ngắn nhất định không sao bác sĩ tôn ông là bác sĩ giỏi nhất hồng thành nhất định phải chữa khỏi cho cha tôi chuyện này phải đợi bắt mạch xong thì mới biết được trước đó hình như có ai đã thúc đẩy khả năng miễn dịch của tô tổng mặc dù có hiệu quả nhất thời nhưng lại khiến vết thương của ông ấy trở nặng hơn thì ra anh là tên lừa đảo nếu bố tôi có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu Trần Bình nghe mà tức giận nắm lấy tay Vũ Kỳ chửi cô ngu xuẩn. Trước đó nếu không phải tôi ra tay thì bố cô có thể sống đến lúc này để cô làm loạn sao? Anh, anh thả tôi ra. Bác sĩ Tôn cho dù bằng tất cả giá nào nhất định phải cứu cho cha tôi. Nếu như vậy thì có thể dùng châm cứu độc môn của tôi thôi. Nói xong thì vị bác sĩ này dùng châm cắm tới. Hàng loạt mũi cắm vào mặt của Tô Văn Tông. Bác sĩ già ông làm như vậy sẽ hại chết ông ta đó. Cậu thanh niên cậu đây là đang nghi ngờ tôi sao? Anh mau đi ra ngoài cho tôi. Ở đây tôi không cần anh cô không cần đẩy, tôi sẽ tự rời đi. Tôi sẽ ở ngoài cửa đợi cô 5 phút, sau 5 phút cô không mời tôi thì tạm biệt, coi như cha con cô với tôi không có duyên. Nói xong thì Trần Bình ra ngoài, bác sĩ tôn xin ông hãy cứu giúp bố tôi, vị bác sĩ dùng châm pháp độc môn của mình cứu chữa cũng xong. Rút một châm cuối cùng ra thì Tô Văn Tông cũng dần dần yên tĩnh lại sau đó thì mở mắt ra nhìn, bố, cuối cùng thì bố cũng tỉnh lại rồi, bố ổn không sao đâu bảo bối. Dứt câu thì cảm giác đau đớn truyền đến làm Tô Văn Tông trợn mắt, bác sĩ tôn chuyện này là làm sao vậy tôi tôi cũng không biết rõ ràng vừa rồi vẫn bình thường mà hay là chúng ta đưa ống ấy tới bệnh viện đi ông là bác sĩ giỏi nhất thành phố bây giờ bảo tôi đưa bố tôi đến bệnh viện thì có tác dụng sao nhất định là vừa rồi tôi dùng châm cứu mới khiến tô tổng trở nên nghiêm trọng như vậy cậu trai kia biết thế mới nhắc nhở tôi đúng vậy tên đó anh ta nói đợi tôi 5 phút có lẽ anh ta đã dự tính được tình huống này để tôi ra ngoài tìm anh ta bên ngoài hết 5 phút trần bình rời đi thì vũ kỳ cũng chạy ra kịp Vũ Kỳ chạy đến kéo tay Trần Bình lại nói, cầu, cầu xin anh hãy cứu bố tôi với. Ồ bây giờ cô mới biết tôi không phải là kẻ lừa đảo mà là người có thể cứu bố cô rồi sao, bỏ đi vẫn xem như cha con cô có duyên với tôi. Vào bên trong thì Tô Văn Tông đã ôm phổi cố gắng hít thở ít ỏi lượng không khí, đến mức này xem ra chỉ có thể liều một phen thôi. Gì nhỉ, ở đây còn có cây kim bạc nào không, trên người của ông ta vẫn chưa đủ, hả tôi đã cắm hơn 30 cây rồi mà vẫn không đủ sao. Bây giờ ông ấy đã đặt nửa chân vào quỷ muôn quan rồi, Muốn kéo trở lại thì phải cần nhiều kim bạc hơn, vậy cậu cần bao nhiêu cây? Không nhiều không ít, chỉ cần 9981 cây, vậy thì tôi đủ, trong hộp thuốc của tôi còn một bộ để tôi đi lấy, mong cậu có thể dùng nó. Trần Bình nhận lấy rồi tụ khí ngưng thần, nguyên khí xung quanh khách sạn không ngừng tích tụ gom lại bàn tay Trần Bình. Cảm thấy đủ thì Trần Bình lập tức thi châm, 81 cây châm cứ thế mà cắm vào người Tô Văn Tông như nhím, cũng tạm ổn, xem như là thành công rồi. Ai ra thần y, cầu xin thần y hãy nhận tôi làm đồ đệ đi, bác sĩ tôn ngài làm gì vậy bố tôi cũng đã tỉnh lại đâu tô tiểu thư thần y dùng cửu chuyển hoàn hồn châm đã thất truyền từ lâu sử dụng nó thì có thể giúp người cởi tử hoàn sinh đấy ồ ông vậy mà cũng biết cửu chuyển hoàn hồn châm sao thần y tại hạ là tôn tụng phó hội trưởng của hiệp hội trung y hồng thành xin thần y hãy nhận tôi làm đồ đệ đi chuyện của ông thì nói sau tôi vẫn chưa rút châm xong nói xong thì trần bình lập tức thu châm trở về sau 5 phút thì tô văn tông cũng tỉnh lại bố bố cảm thấy thế nào rồi bố không sao bố còn tốt lắm lần này lại là chàng trai trẻ cứu tôi sao trần bình không trả lời mà lại bắt mạch một lần nữa hắc khí trong người tô văn tông vẫn không giảm bớt đi chút nào tô tổng mặc dù tôi cứu được ông nhưng bệnh của ông nếu không trị tận gốc thì cùng lắm sống thêm được 3 tháng nữa thôi chàng trai cậu là một kỳ nhân tôi biết cậu nhất định có cách cứu tôi tô mỗ nguyện trả giá bằng toàn bộ gia sản cầu xin cậu hãy cứu tôi vậy thì không cần tôi tên trần bình tô tổng cứ gọi tên tôi là được rồi đây là đơn thuốc mà cậu kê cho tôi sao đúng vậy thuốc này không chỉ để chữa bệnh cho tô tổng có một phần là để trị mắt cho mẹ tôi nữa. Cảm ơn tiên sinh, tiên sinh cứ yên tâm tôi nhất định sẽ tìm đủ những loại thuốc này. Anh Trần, trong đơn thuốc này của anh có bút lông và chu sa, cũng là dùng để chữa bệnh sao. Bút lông và chu sa mà tôi cần không phải loại bình thường mà nó là linh vật có linh tính. Nó giống với chiếc lệnh bài này của tôi. Vạn vật thế gian này đều có linh tính nhưng muốn đạt đến trình độ có linh tính thì đòi hỏi những điều kiện và thời cơ khắc khổ. Cho nên mấy thứ này của anh là linh vật sao? Những thứ này dùng để cô nhận biết linh vật, linh vật chân chính cần phải ấp ủ qua nhiều năm tháng nhìn cứ như trên phim vậy thứ này giống với mấy vật trong động phủ cao nhân lâu ngày rồi sinh linh tính thậm chí còn có thể biến thành hình người sao khùng điên mặc dù có hơi khác biệt nhưng cô tô hiểu cũng gần đúng rồi vũ kỳ con không được càn dỡ phá trần bình tiên sinh không sao tô tổng cô tô tính tình thẳng thắn ngược lại khiến người ta thích ấy chứ hi hi cảm ơn anh trần à thương thế của tô tổng không giống bị người thường gây ra thì phải chuyện là thời còn trẻ hăng hái quá nên bị đối thủ cạnh tranh tính kế một phố lúc đầu không phát hiện nhưng về sau thì trở nặng. Anh Trần vết thương của bố tôi rốt cuộc bị sao vậy? Anh Trần anh làm gì vậy? Trần Bình không giải thích mà đi đến ấm trà tung một trường, hai bố con họ tô nhìn mà méo hiểu gì. Sau khi thấy một ngụm chọc khí phát ra thì hai người kinh ngạc há hốc, vết thương của tô tổng có lẽ là bị cao thủ nội lực dở trò. Người đó mượn một trường âm thầm dẫn nội lực đánh vào cơ quan nội tạng của ông và dần trở thành bệnh ẩn. Lúc này thì Trần Bình lại nhớ về quá khứ trong những năm còn ở trong tù cùng lão sư phụ. Bát con không biết lớn nhỏ mà dám chửi ta là lão già này trần bình nổi điên mà xông đến đánh nhau với lão sư phụ lão già chỉ lách nhẹ rồi và cho trần bình một phát đằng sau bắn ra một góc nằm bất tỉnh ta sẽ nhập ám lực vào trong cơ thể cậu muốn hóa giải nhất định phải luyện thành ngưng tâm quyết ta dạy cho cậu nếu không thì ám lực trong cơ thể cậu sẽ khiến cậu vô cùng đau đớn tôi đã thử rồi căn bản không cảm thấy như ông nói ngưng tâm quyết là cách tu tiên nếu thật sự dễ luyện như vậy há chẳng phải ai cũng có thể thành tiên chỉ có ép cậu đến đường cùng thì nó mới có thể thành công vậy nếu tôi thất bại thì sao đương nhiên là bị ám lực phá hủy kinh mạch cuối cùng trở thành phế nhân liệt người thế giới này cá lớn nuốt cá bé muốn có tôn nghiêm thì cách duy nhất là nắm rõ lực lượng của bản thân người tu luyện thuận là phàm còn nghịch mới là tiên thuận hay nghịch đều phụ thuộc vào ý chí của cậu trần bình cứ thế mà tích tụ linh lực sau khi tích được một chút thì liền bị phản phệ mà lăn ra bất tỉnh mới chỉ ba ngày đã nhập môn thu nhận đồ đệ này quả nhiên không sai trở lại hiện tại thì lão tôn tụng hèn mọn ôm chân trần bình cầu xin anh nhận lão làm đồ đệ được rồi ông đừng quỳ nữa tôi không nhận ông làm đồ đệ nhưng về y thuật có vấn đề gì thì tôi có thể chỉ điểm cho ông vâng cảm ơn trần thần y trong nhà tôi còn có chút chuyện phải xử lý đợi sau khi thu thập đủ thuốc thì gọi cho tôi là được trần tiên sinh không biết bây giờ cậu đang sống ở đâu tôi hiện đang sống ở tiểu khu hạnh phúc có chuyện gì sao tiên sinh trong thẻ này có 10 triệu ngoài ra tôi còn có một căn nhà bỏ trống tôi sẽ tặng nó cho tiên sinh ồ là khu vịnh bàn long sao người sống ở đó đều là những người giàu có Tô tổng món quà này của ông quá quý giá rồi." Tiên sinh cười chê rồi, "Mạng của tôi lẽ nào lại không bằng những thứ này hay sao? Nếu mình không nhận e rằng đối phương cũng sẽ không yên tâm. Thôi vậy nhận trước, được rồi tấm chân tình này của Tô tổng tôi cảm ơn nhé." Bốn người đang trong phòng thì có tiếng ồn phát ra từ bên ngoài, Vũ Kỳ con đi hỏi xem là có chuyện gì mà sao lại ồn ào như vậy. "Tô tổng hôm nay là công tử nhà họ Tiêu kết hôn, tầng 2 đang tổ chức hôn lễ nên mới ồn một chút, Trần tiên sinh thật xin lỗi." Chuyện này khiến tiên sinh chê cười rồi, "Chuyện này là bình thường." mở nhà hàng khách sạn thì phải đón khách vậy thì tôi cũng không làm phiền ông nữa ở sảnh chính thì đôi gian phu dâm phụ đang tiến vào để kết hôn vừa lúc trần bình đi về thì đụng mặt đôi cầu nam nữ này ha ha trần bình không ngờ mày lại dám đến thật ô lẽ nào là mày muốn đến ăn ké uống ké sao anh lỗi thời gian đến rồi anh quan tâm tới hắn làm cái gì con rể hai đứa mau vào kết hôn đừng làm lỡ thời gian chuyện ở đây để mẹ đuổi thằng phế vật này cho thằng cóc gẻ nhà mày lại còn bám đuôi tới đây chuyện xui xẻo nhất là con gái tao gặp phải mày đấy tốt nhất mày nên ra khỏi đây nếu không tao gọi bảo an gô cổ máy ném ra ngoài đấy hai bồn chứa chất nhầy này ra sức chế nhạo trần bình trần bình nghe mà tức giận phát uy thế khiến cho thằng họ tiêu kinh sợ người đâu tóm nó lại cho tôi trần bình hôm nay mày đừng hòng ra khỏi đây tao sẽ để thằng phế vật như mày tận mắt nhìn thấy bạn gái của mày được gả cho tao nghe lệnh lập tức hai tên vệ sĩ chặn trần bình lại hư đúng là mày sử dụng bồn chứa của tao đến phát nghiện mà mày có chắc là muốn tao tham dự hôn lễ của mày không Đúng vậy, tao muốn mày nhìn thấy kết cục của việc đấu với tao. Hôm nay tao sẽ chiếm lấy hoàn toàn bạn gái của mày. Mày bệnh thật đấy, đồ tao chơi chán rồi mà mày lại phấn khích như thế. Mày đã muốn giữ tao lại thì đáng tiếc hôm nay hôn lễ của mày e rằng không thành công rồi. Ha ha, tao muốn xem thử mày có thể làm gì hôn lễ của tao. Các người mang theo vài người trong chừng hắn cho tôi. Nếu như có động tĩnh lạ thì cứ việc ra tay. Thiếu gia yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Trần Bình đẩy cửa bước vào bữa tiệc trong sự kinh ngạc của những khách mời là bạn bè trước kia ai dô đây không phải là bạn học Trần Bình sao, cậu ra tù từ khi nào vậy? Trần Bình coi thường những con phò này mà làm lơ, à tưởng Trần Bình dễ trêu chọc nên muốn tiến gần khái dơ, ai ra gặp lại bạn cũ sao không nói gì vậy? Chẳng lẽ ngồi tù vài năm nên mất khả năng giao tiếp sao? Ha ha trước kia người ta là chủ tịch hội học sinh đấy nha, là người có nhân cách và thành tích học tập tốt. Đáng tiếc khi mới tốt nghiệp đã trở thành tội nhân, Trần Bình khi ở trường chúng ta là bạn cùng phòng, cậu mới ra tù chắc hẳn vẫn còn chưa có công việc phải không? Tôi quen người ở bộ phận vệ sinh môi trường đấy, nhà vệ sinh công cộng đang thiếu người không biết cậu có hứng thú không phó vũ đừng nói bậy nha hội trưởng hội học sinh sao có thể đi dọn vệ sinh tôi cảm thấy cậu ấy quét rác ở đường vẫn là thích hợp hơn từng người từng người bạn học cũ đứng nói to nói nhỏ chế nhạo trần bình rôm giả hừ nếu như hôm nay các người không muốn bị khiêng ra khỏi đây thì ngậm miệng ăn phân đó lại các người thở ra thối thật ha ha bạn gái gả cho kẻ hại mình mà vẫn còn dám to miệng à mày tỏ ra chảnh trước mặt chúng tao làm gì chứ trần bình thấy thằng này nói thối quá mà và cho một phát méo hàm thằng họ tiêu nhìn khách của mình bị đánh mà cay cú hắn lập tức cho đám vệ sĩ lao tới tiểu tử lại dám gây chuyện ở hôn lễ của thiếu gia nhà tao hôm nay chúng tao phải vặt chân thứ ba của mày bọn này lao tới tấn công nhưng trần bình cũng chẳng sợ hãi chỉ cần dậm chân một phát đã đánh bật những tên này ra ngoài toàn hội trường đám cưới cũng bị sung chấn phá hủy không ít định mệnh đúng là một đám phế vật mau cút ra cho tôi lỗi nhi đừng làm càn đối phương là người luyện võ con đừng tự tiện càn rỡ lúc này thì đám bảo an của khách sạn cũng đã được gọi vào ở bên ngoài đấm nhau mà khiến cho cha con tô văn tông trong phòng cũng bị rung lắc không phải chỉ là tổ chức đám cưới thôi sao sao lại cứ như giống là đến phá khách sạn vậy tô tổng nghe nói có người gây chuyện ở ngoài sảnh đang đánh nhau ẩm ĩ bên ngoài các người đúng là phế vật thế mà lại để người ta gây chuyện trong khách sạn còn không mau phái người qua đó đi bố bệnh của bố mới hồi phục nên đừng tức giận để con qua đó xoa dịu người nhà họ tiêu đó có tô tiểu thư ra mặt thì nhà họ tiêu chắc chắn sẽ nể mặt ưng ừ, vậy chuyện này bố giao cho con vậy Nói xong thì Vũ Kỳ cũng lập tức đi xem xét, bên sảnh thì đám bảo an áp sát muốn gô cổ Trần Bình lại ném ra khỏi khách sạn. Chuyện này nhà họ tiêu chúng tôi tự xử lý không cần phiền đến các người, các người cút được rồi, cút sao, vậy thì chúng tôi đếch thành can thiệp nữa. Sau đó thì tên gia chủ họ tiêu đứng ra giải quyết với Trần Bình, bố con muốn lấy mạng của nó chứ không cần nó xin lỗi. Tao từng nói rồi, nếu như tao đến thì hôn lễ của mày không thành đâu, bây giờ mày đã tin rồi chứ với một thằng rác rưởi như mày mà muốn đánh tao sao dù mày có kiêu ngạo thế nào thì mày cũng chỉ là một thằng phế vật mà thôi trần bình vung tay đã đánh gãy cổ tay của tên họ tiêu khiến mặt hắn xanh như đít nhái hắn đau quá la oái oái khiến cha hắn khiếp hãi định mệnh thằng danh con nhà mày lại muốn tự chui vào đường chết bố con muốn mạng của nó hu hu con yên tâm hôm nay thằng danh này chắc chắn sẽ không thể bước ra khỏi cánh cửa này đâu lúc này thì vũ kỳ cũng đi tới hỏi chuyện gì xảy ra Tô tiểu thư, cậu ta không những làm loạn hôn lễ mà còn đả thương con tôi, không phải tôi không nể mặt tô ra nhưng mà mạng của tên đó hôm nay tôi nhất định phải lấy được. A à, là anh Trần sao? Tô tiểu thư có vẻ rất kinh ngạc nhỉ. Vũ Kỳ cháu biết thằng danh con ngông cuồng này sao? Vũ Kỳ nghe mà đanh mặt lại khinh bỉ. Chú Tiêu Nghiên trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Trần Tiên Sinh là cao nhân được bố cháu mời tới chữa bệnh. Cô đừng có mà phét lác. Hôm nay hắn mới ra tù và trước giờ cũng không học y làm sao có thể chữa bệnh chứ anh trần có biết y thuật hay không thì cô lấy tư cách gì để phán xét tôi không có tư cách sao khi còn học đại học chúng tôi yêu nhau vài năm mỗi lần bị ốm đều là anh ta đưa tôi đến bệnh viện nếu như anh ta biết y thuật sao tôi lại không thể không biết được chứ cháu gái vũ kỳ bệnh của cha cháu bác có thể mời chuyên gia nước ngoài về thăm khám để chữa trị còn chuyện này tốt nhất cháu vẫn đừng là nhúng tay vào người đâu làm việc nhanh chóng bọn này đóng cửa thả chó cắn các người không được phép động đến anh trần ở đây vẫn là địa bàn của tôi ra đấy lão tiêu nghiên cay cú chửi con nhóc chết tiệt này nếu không phải nể mặt tô văn tông thì cô đã cùng với tiểu tử này đi gặp diêm vương rồi tên này liền bùng phát uy áp ra làm màu tôi cho cô một cơ hội nữa khôn hồn thì tránh ra cho ta vũ kỳ gặp chuyện không sợ mà vẫn đứng chắn trước mặt trần bình quá cay cú nên cha già vung tay muốn tát vào mặt vũ kỳ bàn tay chưa kịp chạm vào mặt vũ kỳ thì đã bị trần bình dùng hai ngón tay chặn lại thằng già không nên nết này đánh phụ nữ đúng là một thằng cặn bã mày mày sao có thể người đâu xông lên hét cho tao thằng nào lấy được mạng nó tao thưởng 100 vạn. Đám người nghe có tiền thì nhao nhao rút vũ khí để tấn công, Trần Bình không hề lo lắng mà che chở cho Vũ Kỳ. Đám người này tính xông lên chiến đấu thì một người bước ra, các người đây là muốn làm loạn, hôm nay để tôi xem kẻ nào dám ra tay với con gái tôi. Tô Văn Tông đứng ra chấn nhiếp vụ ẩu đả ngay, mặt cha con nhà họ tiêu nhìn thấy Tô Văn Tông thì mặt dài ra, Tô Tổng ông đến đúng lúc lắm, đưa con gái ông đi đi, hôm nay không ai có thể bảo vệ thằng danh con này, Trần Tiên Sinh thật xin lỗi, chuyện này làm cậu hoảng sợ rồi. Tô tổng khách khí rồi, chẳng qua chỉ là một tiêu gia rẻ rách thì có thể làm gì được tôi chứ? Cái định mệnh chúng mày lại dám chế nhạo bố à? Tô Văn Tông hôm nay xem ra ông nhất định phải gây khó dễ cho tôi đúng không? Hừ hôm nay tôi muốn bảo vệ Trần Tiên Sinh, tôi lại muốn xem kẻ nào dám động vào cậu ấy. Đây là ông ép tôi đó. Tô Văn Tông đến lúc đó ông nhất định sẽ phải hối hận. Ông đã quên hổ gia của tụ nghĩa đường vẫn còn nợ tiêu nghiên tôi một ân tình à? Nghe đến hổ gia thì Tô Văn Tông liền có chút hoảng hốt. Tôi nghe nói tụ nghĩa đường đó chính là câu lạc bộ võ đạo mạnh nhất Hồng Thành đó ừm nghe nói trước giờ người đắc tội với tụng nghĩa đường đều không có kết cục tốt đẹp tô văn tông hiện tại ông dẫn người rời khỏi đây thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra còn nếu không thì hừ tô tổng chuyện này giao cho tôi xử lý là được rồi ông hãy dẫn vũ kỳ rời khỏi đây trước đi vũ kỳ đợi lúc cha bảo người ra tay thì con nhân hỗn loạn đưa trần tiên sinh rời khỏi đây ngay lão tô ông suy nghĩ kỹ rồi đúng không ông không cần phải dọa hôm nay tô mỗ nhất quyết bảo vệ trần tiên sinh hảo ông dũng khí lắm ông đã có bản lĩnh như vậy thì đừng trách tôi không khách khí nói xong thì tên tiêu nghiêm liền gọi cho lâm thiên hổ của tụ nghĩa đường tô tổng yên tâm đi hôm nay cho dù ai đến cũng đều không thể động vào mọi người đâu anh trần anh không biết tụ nghĩa đường có sức ảnh hưởng như thế nào ở hồng thành đâu chút nữa xảy ra ẩu đả anh phải theo sát tôi tuyệt đối không được lạc mất tô văn tông nói cho ông biết hổ ra đang trên đường tới rồi đấy thằng già ông hãy chuẩn bị cho tốt tới thì tới nghĩ tôi sợ chắc đấy sau 15 phút thì cũng có người đạp cửa xông vào tên hổ ra đi vào khiến những người ở sảnh sợ phát run đám vệ sĩ thấy tên này liền răm rắp chào nghiêm trang hổ ra chào ngài tên tiêu nghiêm cúi người chào như cún không cần phải câu nệ người mà anh muốn tôi xử lý ở đâu hổ ra chính là thằng danh con ở kia hắn chỉ thẳng vào mặt trần bình tên hổ giấy muốn đi tới gần thì tô văn tông đứng ra muốn giải thích tôi lười nghe cút ra ngay tôi không nói hai lần nghe câu uy hiếp này khiến cha con tô văn tông sượng người tô tổng chuyện này do tôi gây ra nên cứ để tôi tự xử lý đi trần bình cứ thế đứng trước mặt tên hổ ra nhìn mà không sợ hãi thấy ánh mắt kiên cường của trần bình khiến tên hổ ra không dám vọng động ngay thấy thế thì thằng tiêu chó con gào lên hổ ra đừng để thằng khốn đó chết dễ dàng danh con mày đang dạy tao làm việc à thằng ngu câm mồ ngay sao mày lại dám nói chuyện như thế với hổ ra tên tiêu nghiêm tát lật mặt thằng con trai tiêu nghiêm tôi chỉ nợ một ân tình chứ không phải hạ nhân của các người hổ ra xin ngài đừng giận khuyển tử ngu dốt không hiểu chuyện tô tổng hôm nay ông nhất định muốn bảo vệ tiểu tử này sao hổ ra cô dâu nhà tiêu ra là bạn gái cũ của trần tiên sinh trước đây có chút ân oán không đáng nhắc đến vẫn xin hổ ra dơ cao đánh khẽ ha ha chuyện này hay phết nhỉ có chút chuyện như vậy mà hai nhà các người lại phải làm ẩm ý như vậy sao có điều suy cho cùng tiểu tử này đã mạo phạm tiêu ra để hắn tự mình nhận lỗi thì xem như chuyện này xong các người thấy sao tô văn tông đang còn muốn nói gì đó nhưng lại do dự không thể nói vì thấy được ánh mắt chết chóc của tên hổ ra tô văn tông cứ thế mà giật mình không nói lên được một câu lúc này trần bình lên tiếng phá vỡ hội trường im ắng tiêu ra rẻ rách không xứng nhận được lời xin lỗi của tôi tên hổ ra nghe tiếng nhàn nhạt, nhạt của trần bình thì cũng biết trần bình không dễ rơi. anh trần anh mau xin lỗi hổ ra đi một thằng đàn em của hổ ra lúc này không chịu nổi nữa mà tấn công trần bình nhưng lại bị anh lách người né được tên hổ ra nhìn thấy nhẫn trí bảo của long vương điện thì xanh mặt cái định mệnh thằng óc chó này ai bảo mày ra tay lũ mày cút ra ngoài quỳ cho tao ngay xin lỗi trần tiên sinh thuộc hạ của tôi ngu dốt không hiểu chuyện nên đắc tội rồi ồ ông không định để tôi xin lỗi nữa sao tôi nào dám bảo trần tiên sinh xin lỗi chứ trần tiên sinh có chuyện gì xin cứ can dặn trước khi đến tôi đã nói hôm nay tôi đến rồi thì hôn sự này không thành ông hiểu chứ hai đứa khốn chúng mày mau hủy bỏ hôn lễ ngay cho lão tử nghe câu này thốt ra làm đôi cầu tử như xét đánh ngang tai hổ ra có phải là có nhầm lẫn gì rồi không ạ à? lầm cái con cá mau đem đám chó này tống ra ngoài hết cho tôi trần bình anh tưởng rằng anh có thể ngăn cản tôi gả cho tiêu lỗi sao đừng có mơ tôi vĩnh viễn không thể nào ở bên anh đâu san san không cần phải quan tâm đến thằng khốn mới ra tù này thứ cóc ghẻ nó chỉ xứng sống độc thân cả đời này lúc này thì vũ kỳ e ấp gọi nhẹ trần bình anh trần nếu như anh anh không chê tôi tôi có thể làm bạn gái của anh không tô tiểu thư thật biết đùa quả thực chuyện này không cần thiết vũ kỳ hiểu ý của trần tiên sinh trước mắt vũ kỳ không xứng nhưng tôi sẽ cố gắng tôi sẽ cố gắng để anh chấp nhận tôi nghe câu này mặt của hai mẹ con bồn chứa cam phẫn đám người trong đám cưới liền bị gô cổ ra ngoài người của tô ra cũng bị mời ra chỉ để lại người của tụ nghĩa đường trong phòng hai người đứng nhìn nhau một lúc được rồi muốn thế nào thì mau nói đi thuộc hạ đường chủ tụ nghĩa đường lâm thiên hổ bái kiến điện chủ thuộc hạ nhân thủ tụ nghĩa đường bái kiến điện chủ bài kiến điện chủ bài kiến điện chủ cái địch đợi đã các người nhận nhầm người rồi tôi không phải là điện chủ gì đó đâu người đeo thiên long nhẫn chính là điện chủ của thiên long điều này thuộc hạ chắc chắn không thể nhìn nhầm được lão sư phụ già thần kinh thực sự cho mình một món quà lớn trần bình lúc này nhớ lại chuyện trải qua với lão sư phụ trong tù ông già tôi sắp ra tù rồi đấy ông không có gì muốn nói với tôi sao danh con cậu thì có gì để mà nói cầm lấy rượu uống đi chút rượu này không thể chuốc say được tôi đâu trần bình lúc này cũng đã không chê rượu của lão sư phụ như trước nữa mà uống ừng ực danh con uống chừa cho ta với chứ địch vậy mà cậu còn cố uống hết ai biết ông đưa thì tôi uống chứ để cho ông làm cái gì cái bồn của ông còn đầy ra đó xì si danh con cậu học ngưng tâm quyết cũng khá lắm còn lại thì chỉ cần tu luyện chuyên cần là được tôi không có quà gì cho cậu nên tặng cho cậu chiếc nhẫn này vậy ông già không phải ông nói thứ này rất quan trọng với ông trước đây sao tôi làm sao có thể nhận nó được tôi bảo cậu nhận thì nhận đi còn từ chối Bỏ tay tôi ra, tôi bảo là không nhận cơ mà, nhận hay không không phải do cậu quyết định mà do tôi. Tôi chính là điện chủ của Thiên Long Điện, tiểu tử cậu muốn đấu với tôi thì vẫn còn non và xanh lắm. Này lão già tay tay tôi sắp gãy rồi. Ha ha những gì có thể dạy tôi đã dạy cho cậu rồi. Tiếp theo tặng cậu một đại cơ duyên cuối cùng, cái gì mà đại cơ duyên nữa? Mấy thứ của ông làm tôi mệt thiệt chứ. Đại cơ duyên là gì ông nói luôn đi. Hãy nhớ ngày 15 tháng 7 nhất định phải đến đảo vô danh ở biển Đông một chuyến, chỉ cần chiếc nhẫn này sáng lên thì sẽ có người cho cậu một đại cơ duyên. Tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi có một chuyện muốn hỏi rõ trước khi rời khỏi đây. Hỏi nhanh đi, e rằng sau này không còn cơ hội nữa đâu. Tôi muốn biết tại sao ông lại đối xử với tôi tốt như vậy. Cậu muốn biết vì sao ư? Ừ. Ha ha giờ tôi không nói đâu. Muốn biết thì ngày 15 tháng 5 cậu hãy tự tìm trên đảo đi. Quay trở lại thì đám hổ ra quỳ mãi mà không chịu đứng dậy. Các người thật sự là nhận nhầm rồi. Chiếc nhẫn đó là do lão sư phụ già của tôi cho tôi thôi. Trần Tiên Sinh nếu thiên long lệnh đã ở trên người của ngài thì bây giờ ngài chính là điện chủ của chúng tôi. Cụ cụ vậy cho nên tụ nghĩa đường chính là người của thiên long điện sao đúng vậy thiên long điện tổng cộng có 13 đường khẩu trên toàn thế giới cũng có chi nhánh tuy nhiên bởi vì tất cả các chi nhánh và đường khẩu đều không qua lại với nhau nên rất ít người biết đến sự tồn tại của thiên long điện trần bình nhìn chiếc nhẫn xác thực lại một lần nữa liên quan đến chuyện của thiên long điện tôi không hy vọng có người ngoài biết hiểu không điện chủ yên tâm tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện ở bên phòng riêng của bố con tô văn tông lúc này bố bố có cảm thấy tốt hơn chút nào không đều là bệnh cũ rồi nên không sao có điều vũ kỳ bố có chuyện muốn hỏi lời mà con nói lúc nãy với trần tiên sinh là nghiêm túc sao hà con con có nói lời gì đâu con đó từ nhỏ đã không giấu được tâm tư lẽ nào chuyện đó mà bố cũng không nhìn ra sao bố con và trần tiên sinh mới quen biết nhau hôm nay sao có thể chứ bố đừng có nghĩ linh tinh nữa lâm thiên hổ đã dẫn người đi rồi tô tổng trần tiên sinh cũng đi rồi tôi biết rồi cậu lui xuống đi vũ kỳ những dược liệu đó con phải nhanh chóng tìm cho đủ ngoài ra âm thầm phái người bảo vệ trần tiên sinh bố lo nhà họ tiêu sẽ không từ bỏ đâu hỏng rồi con quên báo với bên biệt thự vịnh bàn long việc trần tiên sinh chuyển vào rồi bố con đi trước con sẽ đích thân qua đó một chuyến sáng hôm sau thì gia đình của trần bình cũng chuyển nhà sau một lúc thì xe cũng đến khu vịnh bàn long con trai bạn con rốt cuộc là người thế nào mà lại có nhà ở khu này lại còn đồng ý cho mượn nữa tóm lại con đã sắp xếp ổn thỏa cho bố mẹ rồi hai người yên tâm vào đó ở là được xe vào cổng thì bị bảo an chặn lại tôi là nghiệp chủ ở đây hôm nay chúng tôi chuyển vào đây là vịnh Bàn Long, có phải anh đã đến nhầm chỗ rồi không? Trần Bình lập tức móc thẻ nhà ra đưa cho bảo an, đây là chìa khóa của biệt thự trên núi. Đó là của Tô tổng mua lại sao anh lại có chìa khóa? Đang còn xác nhận thì lại có một người đi đến chế giễu Trần Bình, là à hôm qua ngồi cùng bàn và con phò bồn chưa đến. Ở đây là có chuyện gì vậy? Tiểu thư, người này nói mình là nghiệp chủ những chúng tôi nghi ngờ chìa khóa của anh ta là trộm mà có nên vẫn đang xác định. Ha ha Trần Bình cậu đúng là nhân tài, lời nói dối như vậy mà cũng có thể bịa ra được. Cậu có biết ở đây nhà đất đến mức nào không? Các người mau đuổi họ đi đi, hắn là người mới ra tù nếu như để người khác biết được sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của khu biệt thự của các người đó. Đám bảo an cũng nghi ngờ mà nhìn Trần Bình. Ha ha Trần Bình mày còn không mau dẫn bà mẹ mù và ông bố quét đường của mày cút khỏi đây đi. Nghe thằng này nói khiến Trần Bình cay cú, hôm qua ăn một vả mà vẫn chưa biết sợ. Hai người còn không cầm đồ đạc mà quay về, thật là mất mặt. Con trai nghe mẹ, chúng ta về thôi, được rồi mau lên xe đi. Nói chuyện với loại người này đúng là hạ thấp địa vị. Xỉ nhục xong thì đám bồn chứa này lên xe biến vào trong ngay bác tài làm ơn hãy chở chúng tôi quay lại chỗ cũ bố mẹ hãy đợi thêm một lát biệt thự này thực sự là bạn cho con mượn đợi đợi người khác đuổi chúng ta đi sao con là chưa thấy bố đủ mất mặt à cùng lúc này thì chiếc xe của vũ kỳ vừa hay tới kịp tô tiểu thư đến sao hôm nay tiểu thư đến xem nhà ạ xin lỗi anh trần trước đó tôi quên nói với quản lý của vịnh bàn long nên đã gây rắc rối cho anh rồi tô tiểu thư quả thực cô không cần phải đích thân đến đây đâu trần bình vị tiểu thư này là bố mẹ đây chính là người bạn mà con đã nói với hai người cô ấy tên là tô vũ kỳ Chào cô chú, cháu đến đường đột không mang quà thật xin lỗi ạ. À. Tô tiểu thư khách khí rồi, phải là chúng tôi cảm ơn vì cô đã cho con trai nhà tôi mượn nhà mới phải. Cô chú mời hai người vào, đứng mãi ở đây cũng không ổn, để cháu dẫn hai người vào nhà rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Bốn người lại lên xe đi vào bên trong biệt thự, xe của Vũ Kỳ cũng đi ngang qua xe của mấy con ả bồn chứa. San san vừa rồi tôi không nhìn nhầm chứ, Trần Bình thật sự đi vào rồi kìa. Biệt thự đỉnh núi là sản nghiệp của Tô gia, xem ra Tô gia đã cho hắn mượn nơi này rồi sao thằng chó đó lần nào cũng may mắn như vậy nhỉ này người tôi bảo cậu tìm thế nào rồi tôi đã tìm thấy một nhóm côn đồ chuyên nghiệp chắc chắn lần này sẽ dạy cho hắn một bài học sau ít lâu thì vũ kỳ cũng đã đem ba người nhà trần bình vào bên trong biệt thự ông nó còn không đi rót trà cho tô tiểu thư đi ừ tôi đi làm ngay chú gì để cháu làm cho mọi người vừa mới chuyển tới cháu sao dám làm phiền mọi người chú gì đây là trà táo đỏ có tác dụng hạ mỡ máu và huyết áp rất tốt thứ này tốt nhất cho người lớn tuổi uống Mặc dù mắt gì không tốt nhưng nghe giọng của Tô Tiểu Thư thì đã biết là một cô gái xinh đẹp và tính cách rất tốt. A Di tính cách của cháu cũng không tốt như A Di nghĩ đâu. Hôm qua anh Trần còn từng vì chuyện này mà mắng cháu đó. Ai ra thằng nhóc tính nóng nảy y cha nó vậy. Tô Tiểu Thư lần sau mà nó làm cháu tức giận gì cháu cứ nói với A Di để A Di dạy dỗ nó. Mẹ hung như vậy hèn gì bố sợ mẹ là đúng rồi. Chuyện xấu trong nhà cũng cứ thế mà kể hết ra ngoài. Được rồi, mẹ và bố đi ra ngoài dạo một vòng làm quen để không gian cho người trẻ nói chuyện đấy. Chuyện đó tô tiểu thư xin lỗi nhé anh trần đừng gọi tôi là tô tiểu thư nữa sau này cứ gọi vũ kỳ là được rồi vũ kỳ nói mà mặt đỏ bừng ngại ngùng vũ kỳ thấy mặt trần bình cũng ngại mà muốn tiến tới trêu thêm anh trần anh nói xem vừa rồi có giống như là gặp phụ huynh ra mắt không hi hi được rồi không trêu anh nữa nhìn mặt anh sợ đến mức nào rồi kìa hôm nay tới đây thôi tôi đi trước sau này có chuyện gì thì hãy liên lạc cho tôi nhé sau khi vũ kỳ đi thì trần bình vào phòng bắt đầu tu luyện hình như linh lực của vịnh bàn long nhiều hơn khu vực bình thường lần này quả thực là nợ tô ra một ân tình rồi trần bình nhắm mắt ngưng thần tích tụ linh lực vào cơ thể cứ thế trần bình tu luyện nguyên một đêm trời đã sáng rồi lúc này cũng nên đi tìm tung tích của bút lông và chu sa có linh tính rồi trần bình mở bản đồ ra khoanh vùng sau khi rời nhà thì trần bình đi tới một con phố đồ cổ người anh em cậu muốn gì ở đây cái gì tôi cũng có đảm bảo là hàng thật trần bình cũng ngồi xuống lật tìm đồ trong đống cổ vật người anh em đúng là có con mắt tinh tưởng đây là thẻ bài hộ vệ thời nhà thanh chỉ đáng tiếc bị ngâm trong nước nhiều năm nên bị gì hết rồi tôi cũng không lừa cậu chỉ cần 10 vạn thì cậu trực tiếp lấy đi Đàm đứng hóng nghe một miếng thẻ bài 10 vạn mà không ngừng chế nhạo trần bình sắp bị lừa trần bình nhìn vào tấm thẻ thấy nhà nhạt, nhạt một màu xanh phát ra từ tấm thẻ ô không ngờ thật sự là đồ tốt đương nhiên rồi ở chỗ tôi đều là hàng thật nếu như không phải gia đình bố mẹ bệnh thì tôi còn không có bán đâu được vậy 10 vạn tôi mua thứ này trần bình cũng không trần trừ mà chuyển 10 vạn cho tên này người anh em đã giao dịch rồi thì không có trả hàng lại đâu đó đương nhiên tôi hiểu quy tắc nếu như bị lừa thì coi như tôi xui trần bình lúc này rót linh lực vào tấm thẻ làm ai cũng kinh ngạc à. sau một lúc thì lớp dỉ bung ra làm lộ một khối ngọc thạch điêu khắc hình kim long định mệnh vậy mà là phỉ thúy đế vương lục tên mập bán hàng lừa đảo thì mắt trắng ra vì bị hố người anh em chuyện đó anh có thể trả lại hàng cho tôi không ông chủ ông bị ngáo à khi ông lừa tôi sao không nói như vậy tiểu tử xem ra mày rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt rồi tao nói sao vừa mới vào đã bị người khác để ý hóa ra là mày thông đồng với những người này để lừa tao thằng mặt lờ hừ tại sao mỗi lần đều là mày mày ăn cái quần gì mà lại may mắn như thế nhiều lời làm gì nếu không phải mày thì sao tao lại mất miếng đế vương lục đó mau đoạt lại nó cho tao ngay đám đầu vuông liền nhào tới muốn cướp miếng ngọc hắn chưa kịp làm gì thì đã bị ăn thêm một vả méo mặt hai thằng khác tính đánh úp thì cũng bị ăn mỗi thằng một trỏ ba thằng này bị đánh cho kêu cha gọi mẹ nằm bẹp dưới đất thấy vậy thằng béo cay cú thằng danh mày có biết rằng phố cổ là sản nghiệp của tụ nghĩa đường và anh họ của tao là người của tụ nghĩa đường không tụ nghĩa đường có gì đáng sợ chứ tao ngồi đây chờ mày gọi người đấy thằng béo thôi tập này kết thúc ở đây hẹn các bạn ở những video sau